Tha Cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Lên non mới biết non cao, có nuôi con trẻ rồi mới biết công lao của mẫu tử. Tiếng hát ru trầm ấm cất lên từ trái tim của một người cha đặc biệt. Người cha mang trên mình chiếc áo cà sa. Ông không chỉ có một mà có đến hàng trăm đứa con. Mặc dù không được ông sinh ra, nhưng đối với những đứa trẻ, vị sư già này vừa là cha và kim luôn là mẹ. Con đúng chưa con, con băng chưa có rụng. Nhưng mà có em bồng lên rồi, ô rất là xúc động. Chưa có gì từ người nó hết, nhớt nhau còn nguyên. Mà thầy đang, nó đang run rẩy mà thầy cũng run luôn. Một cái xúc cảm mà cái nó lạ mà tuyệt vời. Một con người, một trẻ thơ mới vừa chào đời mà trong cái vòng tay của mình thì thấy mình tuyệt vời hạnh phúc, thật sự như vậy. Rồi tuyệt vời nhớ lại ân đức, ân nghĩa của cha mẹ mình. Từ năm 1994, ngôi chùa Kỳ Quan 2 ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành mái ấm của rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi. Tất cả các em đến với ngôi chùa này đều có chung một hoàn cảnh và được Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu cưu mang nuôi nấng. Hầu hết các em đều do thầy chăm bẵm từ lúc lọt lòng. Thầy làm giấy khai sinh cho tất cả, dạy từng bước đi đầu đời, dạy cách học, cách đọc, cách viết. Hành trình đó trải qua không ít những khó khăn, bởi nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là lại với một người đàn ông xuất gia như Hòa Thượng. Từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, tất cả với thầy đều bỡ ngỡ. Chưa kể khi trái gió trở trời, ốm đau và phải chăm cùng một lúc cho nhiều trẻ. Thầy tin chắc rằng không có ai nuôi con tốt bằng mẹ nuôi con. Mà thật sự như vậy, để cho đứa bé này nó nhận được cái tình thương, cái hơi ấm, cái tấm lòng của người mẹ. Nhưng mà nó có duyên với thầy rồi thì thầy cũng phải đem làm một cái giá trị đó, có một cái giá trị của người mẹ, người cha để cho các con của mình được sống. Và được rất nhiều người đến đây để hướng dẫn giúp các em. Cho nên thầy tin rằng là các em đây nó rất là có cái duyên với thầy. Mỗi ngày, thầy cố gắng dành nhiều thời gian cho những thiên thần bé nhỏ. Ông gọi tấm áo tu hành này là con thuyền tình thương, con thuyền đưa các em đến với bến bờ hạnh phúc. Và con thuyền này ngày một nặng thêm, bởi các con của thầy mỗi ngày một lớn, và ngày lại ngày đón thêm các thành viên mới. Hơn 200 em nhỏ ở đủ độ tuổi được thầy chia ra thành nhiều phòng khác nhau để chăm sóc và nuôi dưỡng. Cảm thông với những hành động cao cả của bậc tu hành, nhiều người đã tự nguyện đến để đồng hành cùng với thầy, nuôi dưỡng và dạy dỗ các em. Đó là các bảo mẫu, là các cô sinh viên hay các mạnh thường quân. Tất cả đều xuất phát từ lòng thương cảm trước hoàn cảnh bị bỏ rơi không nơi nương tựa của các em. Thời gian rảnh thì thầy xuống thăm mấy em, thầy chở mấy em đi mua nước uống này kia nọ cho mấy em. Rồi những thức ăn, kiểu như Phật tử người ta cúng dường, người đem cho mấy em thì thầy tự thầy nấu, thầy xuống thầy đút cho mấy em ăn, thấy cũng rất là hay. Thầy là một người tu mà để chăm sóc cho mấy em nhỏ như thế này thì quá là tốt. Từ mái chùa Kỳ Quan, hàng trăm em nhỏ đã khôn lớn,
bước ra đời để thực hiện giấc mơ và xây dựng hạnh phúc của riêng mình. Đặc biệt hơn, những anh chị trưởng thành khi có điều kiện đều sẵn sàng quay lại giúp các em ở lứa sau. Cứ như thế tạo nên mái ấm tại ngôi chùa của một vị sư già giàu lòng nhân ái. Dạ, đối với em á, thầy như một người cha, một người mẹ. Thầy nuôi dưỡng em từ nhỏ đến lớn, thầy dành cả tình cảm cho tụi em. Em hiện giờ em đang được nghỉ hè, thì em xuống dưới em chăm mấy em phụ, em giữ các em để cho mấy em nó học. Thầy rất là mừng là ở ngoài thì cha mẹ thì phải mang nặng đẻ đau, cha phải lo bao nhiêu điều khổ sở cuộc đời mới được như thế. Cho nên hôm nay được như vậy thầy thấy thì mình mừng lắm, hạnh phúc thật sự. Đó. Cho nên thầy mong rằng là tất cả những bậc cha mẹ khi mà có con rồi thì nên nhận ra điều này để mà nuôi con cho thật tốt, để cho con mình nó nên người và để mình đền đáp công ơn của cha mẹ sanh ra mình. Trong một xã hội đang còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng tại ngôi chùa giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn có một vòng tay của một con người mở ra để đón các em bị bỏ rơi không có ngày đoàn tụ, tìm đến bến bờ hạnh phúc. Ông chính là Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu. Như bao ngày khác, hôm nay Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu và các em nhỏ tại ngôi chùa Kỳ Quang 2 lại tiếp đón những vị khách quý đến thăm. Bởi khi biết đến số phận éo le của những đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, biết đến hành động cao cả của vị sư già, thì không ít người đều cảm thấy xót xa và thương cảm. Con tên Quỳnh, con đến từ công ty thời trang Lê Hồng Nguyên. Hôm nay là đây kiếp thị thời trang của báo Pháp Luật và giới thiệu tiên cho con được kiếp thời hôm nay. Thì con thấy cái công đức thầy làm ở đây nó quá lớn, con thì quá nhỏ bé, thì con cũng xin muốn thầy là góp một phần nhỏ bé của mình để cùng chung tay với thầy. Cảm ơn. Niềm vui cho các em tại đây cũng là một cái niềm vui của thầy. Bởi vì ở đây là hội tụ những mảnh đời bất hạnh và được cái tình thương của mọi người đến để mà ủng hộ từ cái tinh thần tới vật chất. Mà khi các em mà nó sống được, nó vui được thì thầy hạnh phúc lắm. Yêu thương là phép màu kỳ diệu nhất hóa giải mọi nỗi đau trên đời. Những đứa trẻ sống tại ngôi chùa Kỳ Quang, mặc dù thiếu đi tình cảm của bố mẹ, nhưng các em đều được chăm sóc chu đáo bởi một vị sư già hết mực yêu thương và công đức cúng dường của các Phật tử cùng nhiều mạnh thường quân. Họ đã góp bàn tay nhân ái để sẻ chia với các em những thiệt thòi trong cuộc sống.